Vừa nãy ở đây là em nói nhiều quá, một số bọn ấy ở bên phía kia, phía đối lập, anh nhìn thấy là chúng nó xúc phạm Hồ Chủ tịch thì em phải để ý. Đây này, ví dụ thằng Di Minh Nguyễn em cho xuống hầm cầu luôn đi, những kẻ coi Dạ. như rất mất dạy nhá, xúc phạm đến những người mà đã mất rồi, mình chưa kể là Bác Hồ là cái vị lãnh tụ của Thằng cái, này là cái nick em lóc à, thằng này cái nick này em lóc rồi, em lóc mấy lần rồi đó, đúng rồi nick mới nè, đấy. Cho thằng này nên cái nick là mới chúng nè. nó ở đây ấy, là chúng nó là một cái dạng rất vô văn hóa, vô giáo dục. Ở cái bây giờ mình nói như này, ví dụ như những cái tổng thống, ví dụ là Ngô Đình Diệm chẳng hạn, ông Cẩn, ông Nhu, bà mẹ ông Cẩn, ông Nhu, thì bây giờ ví dụ các ông đã mất rồi đúng không, thì mình cũng coi trước kia các ông là tội đồ của dân tộc Việt Nam, mình vẫn cứ coi các ông ấy như những người dân Việt Nam bình thường. Hiện nay mộ phần của mẹ ông, các ông đấy và ba ông Diệm, ông Cẩn, ông Nhu đều được coi như là chôn như những người dân bình thường ở nghĩa trang là Lai Thiêu, mà được những cái ban quản trang ở nghĩa trang Lai Thiêu người ta bảo vệ rất là nghiêm ngặt đúng không, để cho những người dân, ví dụ những người nào có người ta căm thù quá người ta vào phá mộ phá miếng chẳng hạn thì không bao giờ được đúng không. Thì qua đây mới thấy được cái gọi là cái ưu việt của cái chế độ cộng sản dành cho những gọi là kẻ thù. Tôi nói với tất cả các bạn ở bên phía đối lập này, cuộc chiến đã xảy ra qua 43 năm nay rồi đúng không? Cái sự dân Việt Nam như chúng tôi mà những người đã chịu cái sự coi như là khổ sở vì chiến tranh mà chính do cái chính quyền ngụy của các bạn gây ra, thì bây giờ chúng tôi thực sự trong lòng của mỗi người dân chúng tôi không bỏ hết rồi, không còn cái sự thù hận nữa, vì các bạn cũng là cái người máu đỏ da vàng cùng ông tổ vua Hùng sinh ra cùng coi dòng máu như chúng tôi, thì chúng tôi không thù hận gì nữa. Nhưng mà hiện nay cũng có một số kẻ kẻ chúng nó nuôi một cái hận thù quá lớn đi, 43 năm nay rồi, cuộc chiến đã qua đi rồi, bây giờ thì chúng nó vẫn cứ quay trở lại mà chúng nó chống lại cái cuộc sống yên bình của những người dân chúng tôi và coi như là cái sự phát triển của đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi là những người dân Việt Nam, chúng tôi là những người bình thường, Hà My đây và bản thân tôi đây cũng chỉ là những người bình thường thôi, bây giờ thì chúng tôi coi những cái người đó bây giờ là những khúc ruột thừa của cái đất nước Việt Nam, và những kẻ đó là hiện nay là kẻ thù số 1 của chúng tôi đúng không. Còn ví dụ là cái kẻ thù xâm lược ví dụ như Mỹ hoặc Trung Quốc hoặc một hoặc cái nước nào đó thì nói chung là đấy là kẻ thù tiềm ẩn thôi, còn những cái kẻ mà chống cộng cực đoan cộng với lại cái kẻ mà dâm chủ quậy trong nước là những kẻ ăn không ngồi rồi, mà những cái kẻ coi như muốn nằm ngửa ăn sẵn thì đều là kẻ kẻ thù của số 1 một của chúng tôi hết. Với lại anh mới nói em này, vừa nãy anh ấy thấy có một cái con bé nó tên là Lê La Đông Huỳnh, thì không biết Hà My có biết cái con nhỏ này này không, bây giờ nó bám đít thằng Võ Trung Trực rất là lâu rồi, cái thời gian từ lâu rồi, bà bị thằng Võ Trung Trực nó lừa cho tiền không biết bao nhiêu đúng không. Thì mày thật là cái con bé này thì thực tế là nó nhiều tuổi hơn hơn tuổi anh, hình như sinh năm năm chín hoặc năm năm bảy gì đấy đúng không, thì là nó bám đít thằng Võ Trung Trực rồi, nó bắt đầu coi như là để thằng Võ Trung Trực nó lừa cho biết bao nhiêu là tiền bạc các thứ. Nhưng mà cái bài học mày được trả giá một cái là bố mẹ mày chết ở Việt Nam, mày về đến sân bay Tân Sơn Nhất coi như công an ngăn mày lại không cho mày nhập cảnh vào đất nước Việt Nam, bản thân mày được cái gì, mày chống cộng mày được cái gì đúng không. Cái đất nước Việt Nam đang hòa bình đang phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất tốt công cho cái công việc của người ta, được những người dân phần lớn nhá, những người dân ủng hộ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, là mày chống mày vừa mất tiền, ở bên kia mày chỉ làm cái nghề coi như là rửa chân thôi chứ mày chả có làm cái gì mà được nhiều tiền lắm, mà mày coi như là cúng tiền cho thằng Võ Trung Trực bao nhiêu rồi ủng hộ thằng Võ Trung Trực để mà cứ gửi về nhóm nọ nhóm kia ở Việt Nam, được có nhóm nào đâu nó phục vụ cho cái thằng Võ Trung Trực của bọn mày. Mày vừa mất tiền bây giờ mày còn không nhập cảnh vào đất nước Việt Nam này để cho coi như mẹ mày bố mẹ mày mất ở đất nước Việt Nam này, mày về mày không chịu tang được đúng không. Cho nên là tao nói cho mày, mày coi như cái cuộc đời mày ấy, thì mày sẽ bỏ cái đống xương tàn ở cái bên đất Mỹ thôi. Vừa nãy anh để ý nó chửi Bác Hồ đấy, cho nên mày Em lắc cay rồi. cú đúng rồi. Cái con Lê La Đông Huỳnh ấy, con ấy rất mất dạy, anh cũng theo dõi nó ở trên diễn đàn của Nguyễn Trực Mấy nít cỡ kia là em lóc nó luôn, chỉ có nít này là đất nước Việt Nam hiện nay về kinh tế rất là tốt đấy, nhân dân được sống trong cái ấm no hòa bình và hạnh phúc. Nó cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam hiện nay là
là đứng thứ 5 trên 140 nước mà trong khi đó cái chỉ số hạnh phúc của Mỹ thì đứng như 104 trên 140 nước. Đó là cái sự khảo sát do một cái tổ chức thuộc chính phủ của Anh người ta khảo sát. Cho nên nhân dân Việt Nam dù hiện nay tiền có khả năng không nhiều bằng những cái người Việt kiều ở bên Mỹ, nhưng mình cảm thấy Hà My tôi cảm thấy mình sống hạnh phúc trong đất nước độc lập tự do Nam Bắc coi như là cùng chung một nhà. Đấy, cuộc sống thì nói chung là bây giờ coi như là mình không phải giàu có lắm, nhưng mà nói chung những cái ăn cái mặc là mình không để ý đến rồi, ăn no mặc ấm rồi, bây giờ đang phấn đấu như ăn ngon mặc đẹp và có những cái xe ô tô đẹp hoặc cái nhà nó to hơn đẹp hơn thế thôi, như thế nó cảm thấy hạnh phúc. Còn chúng mày ở bên kia chúng mày cứ toàn coi như gọi là khóc mướn thôi, đúng không? Mà chẳng qua là mày, cái chuyện đấy là nó cho nó thỏa lòng cái sự hận thù của chúng mày đối với lại những người cộng sản thôi. Nhưng mà nói chung là càng hận bao nhiêu đất nước Việt Nam càng phát triển bấy nhiêu, đúng không? Con người Việt Nam càng ngày càng tốt lên bấy nhiêu. Đấy thì mình em biết cái em nói cái thằng Nguyễn Thích Học này, thằng Thích Học là bữa trước em lóc rồi nè, bây giờ để em chửi nó ai rồi em lóc mày á, mày để cái chửi mày học cái gì, mày có ăn học lắm hả, mày ăn học mà mày mất dạy đúng không, mày mất dạy lắm, cái lũ chúng mày là chỉ biết mất dạy đó. Tao nói cho mày biết này, mày đó đã bị tao lóc rồi, nhưng mà thôi mà vì là mày với tao cùng là máu đỏ da vàng cho nên tao thả mày ra. Đấy chứ họ ở bên đó là ở một đất nước văn minh rồi, ít nhất là họ vật em cái đầu óc cái mà anh đem về đất nước mình mà nói, anh cũng chẳng hiểu sao nó ví dụ như là cái mình chỉ nói riêng cái loại người như thằng Nguyễn Thế Học thôi, nó sống ở một cái đất nước chúng nó cứ nói là tự do rồi dân chủ rồi văn minh, mà chúng nó chẳng học được một cái gì về cái văn minh ở bên chúng nó cả, đúng không? Mà chúng nó ít nhất chúng nó muốn được lòng dân Việt Nam, ít nhất chúng nó phải là một cái thằng có văn hóa đấy. Chứ bây giờ chúng nó ngu si đần độn mà cái sự văn hóa chúng nó không có nữa, văn hóa chúng nó không có, lên đây cái là những người đã khuất rồi mà chúng nó coi như là gọi là thằng nọ thằng kia nọ kia tất cả các thứ, thì những người dân nào mà người ta nghe lời chúng nó. Cho nên là mình cứ gọi bây giờ nói thẳng ra, mình gọi là những cái thằng này mình không thể dùng cái từ nhẹ nhàng được, đúng không? Mình gọi là nó là những thằng chó chết luôn đấy. Như thằng Nguyễn Thế Học là không thể nhẹ nhàng được với nó nữa. Thằng Học nó là lúc nào nó cũng vậy à. Thằng đó lên trên này mình đối đáp với nhau, mình là những người cùng máu đỏ da vàng cả, cùng là những gọi là cùng coi vua Hùng là coi tổ tiên của mình, thì ít nhất mình có những cái điểm chung thì mình sẽ trao đổi với nhau. Nhưng mà cái thằng này ấy, thì nói chung là cái sự hận thù nó ăn sâu vào cái máu của nó rồi, đúng không? Nhưng mà nó lại vô văn hóa nữa, với thứ nữa là nó coi như là ngu si đần độn dốt nát nữa, thì nói chung những kẻ như thế thì thực tế là vẻ cho nó xuống hầm cầu luôn. Thì nói chung là anh cũng bức xúc quá ở đây vì có con Lê Na Đông Huỳnh và cái thằng Nguyễn Thái Học ấy, thì anh lên nói chung là anh chửi mấy câu để cho nó đỡ bực mình. Thì tôi cũng xin lỗi tất cả bà con, thì nhiều khi vừa nãy là cũng bức xúc quá nói mấy câu thì nó không được lịch sự cho lắm. Thì rồi anh chào Hà My và xin chào tất cả mọi người. Rồi. Như đó các người là đã thua thê thảm rồi, là thua cái gì, các người là đã thua từ đâu? Đào Văn My đang mời. Chào anh. Chào mọi người trong diễn đàn Hà My nha. Dạ. Em thấy không? Lại đang chạy xe. Dạ. Nghe like của em. Nói chung là nghe thì thấy một số anh em như anh Bằng hoặc là em nói chuyện ok mà cũng sức chịu đựng hơi bị tốt đấy, đúng không? Tại nhiều cái mà ví dụ một số người nói chuyện trong cái diễn đàn nhiều thấy là cái văn hóa nói chuyện rất là kỳ cục, không biết là họ ở đâu chứ không phải là ở Mỹ nữa, không biết là có phải ở Việt Nam không, thế giới nào dùng những ngôn từ, mình chưa nói đến vấn đề là có học hay không, nhưng mà những người không có học nhưng mà họ cũng được đào tạo ở gia đình ấy, là cái về vấn đề dùng ngôn từ lễ phép người này người kia. Còn ở đây chúng ta phải thể hiện cái sự tôn trọng đối với lịch sử,
những người mà đã làm nên lịch sử, người ta dù gì họ cũng là thế thì chúng ta phải có sự tôn trọng. Tôi thấy là ở trong diễn đàn một số người giữ tục người ấy rất là nhiều xúc phạm đến Bác Hồ này, xúc phạm đến những người mà thế hệ đi trước chúng ta, mà trong khi họ độ chuyên môn họ hơn hẳn. Để xe phải không mà anh chơi luôn á. Đúng rồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì về sớm thì xe không đi được. Phải chết chết thôi. Ừ. Dạ. Chứ không phải là làm xiên đâu em. Làm đến coi như 5 giờ là nghỉ rồi, nhưng mà phải chết chút cho khỏi chống đường. Dạ. Thì nước Mỹ họ tận dụng cái những người mà biết làm kinh tế cho họ, và những người mà không ấy thì đương nhiên là chỉ thất nghiệp rồi nó kia thì ăn bám theo, đương nhiên là họ chỉ cho để cho cái bộ mặt của nó là không bị quá quá tội hổ, là cái nước mà đi đầu đúng không, nước mà luôn luôn có mực văn minh, không lẽ là cho ra đường ở hết. Họ cũng cho nhà nọ như kia một số cái nhà và nhà tạm thôi, cho ăn cho uống coi như tạm ổn thôi, nói chung là không về điều kiện là nói chung là được, chứ cũng không không để cho xã hội như nước khác học qua ở tham quan, họ nhìn nhìn thấy nó bê bối quá thì đương nhiên nó không còn sức tuyên truyền. Và ở Việt Nam mình thì nói chung là các bạn nào bạn của anh bên Mỹ cũng rất nhiều, các bạn có học có trình độ rất là nhiều, làm ở tất cả một số người làm ở các viện rất lớn ở bên đó, nhưng mà nói chung là bên đó cái kinh tế nó cũng không thể dễ dàng. Một số bạn trước đây cũng đã là giảng viên trường đại học đấy, qua bên đó giờ chân ai nó không phải, trong khi ở bên các bạn mà ở lại thì giờ có điều kiện mà tốt hơn nhiều. Một số bạn là bán nhà nhà bên quận tư đường Khánh Hội đấy, đường rất lớn, bán đi giờ coi như là nói qua kia làm bao nhiêu năm về cũng muốn mua lại không mua nổi cái nhà đó, không cách nào mà mua mua lại. Yeah. Khi bán đi rồi về không mua nổi thì thấy là ở đây mình không nói về cái mức độ phát triển, cái đó nó không không đánh giá được cái mức độ phát triển, nhưng mà nó đánh giá được cái... nói chung là đất nước mình thì đang phát triển chứ không phải là đã phát triển, đất nước mình thì, đang phát mình triển. Nói chung là bây giờ là mình ở cái giai đoạn đầu thôi, nói chung là đầu đầu thế này là tốt lắm rồi. Chúng ta phải nói là yeah, một cái thời gian rất ngắn. Cái thời anh đi học nữa Hà My là anh nói ở thành Sài Gòn này chỉ có mấy chiếc xe thôi, xe xe mà xe 67 đấy là chắc được 2-3 chiếc, còn lại có mấy đâu chiếc mấy chiếc Dam gì đó 78 gì đó mấy chiếc đó là mình đi đa phần là xe đạp, còn mấy xe buýt mà cổ lũ sĩ thằng xưa anh học mà từ lâu lâu ra mà trường đại học Nông Lâm á, có mấy người bạn ra thăm là coi như là mình đi xe buýt cầu cạch đấy. Còn đường phố rất trống, đường phố xin lỗi các bạn là từ trước năm 95 giờ đường của mình nó nhỏ tí thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không bao giờ kẹt xe. Nhưng mà từ năm 95 đổ lui này thì chúng ta thấy tốc độ, mình nói là xe máy đây, anh nói 95 mà những người mà mua được xe máy là khoảng 8 cây vàng, 8 tám cây vàng 40 triệu là bắt đầu bùng nổ. Bùng nổ đến giờ là chúng ta thấy xe máy ngoài xe máy là xe hơi một số nhà đến 2-3 chiếc đấy, như nhà Duy Nguyễn gì đó, cậu đó cũng cũng còn trẻ đó mà cậu đến thôi mấy chiếc xe hơi rồi xe máy, giờ nói chung là phương tiện, nó chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà mình thấy là đứng chứng tỏ cái điều kiện của mình đã khá tốt rồi. Còn ở đây các bạn phải hiểu nó này, làm việc gì cũng vậy, nói chung là làm mà không không làm mà muốn có hưởng thì chả có nước nào mà có. Ở Việt Nam vậy, giờ nhiều nhiều người nói trời ơi ở mình bữa nay khó kiếm tiền, nó chả có việc gì khó, kiếm nhiều hay ít thôi. Anh làm nhá, nhiều công trình á, nhiều khi mình có công trình nghĩa là làm mà mình kiếm người làm cho mình trả ngày 500 nó còn chê đấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh này không chê gì kiếm. Dạ đúng rồi, nếu mà làm công trình thì thế, ví dụ như là chỉ làm bình thường thôi, làm tay chân như vậy mà 500 là tháng có 15 triệu rồi, đúng không?
còn làm thêm chưa kể thì ví dụ như là nhiều người họ thay vì họ họ là nhận khoán nha, có người khoán ngày làm cho anh, có người họ kiếm được khoảng 4-5 triệu đấy, thì coi như là thiếu gì việc, chẳng qua mình không muốn làm. Anh làm bên xây dựng hả anh? Anh làm Con bên người xây anh dựng là hả? cái giai đoạn này cũng coi chung nhiều khi mệt thứ bà luôn, mệt cháy việc. Anh làm đủ thứ ở Việt Nam, thiếu gì việc phải làm, đúng không em? Anh hiện giờ Dạ làm đúng nhà rồi. nước, ngoài nhà nước ra thì làm ngoài thì có mở công ty, thành công ty thì đương nhiên mình làm nhiều thứ, từ về chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật làm hết, cho đến coi như hỗ trợ dịch vụ các thứ là mình thiếu gì. Anh nói ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ việc không thiếu, chỉ có cái việc mình ưng ý hay không thôi. Ví dụ như là mình bỏ ra 1 tiếng mình thu được nhiêu, cái công việc mình làm cho nó xứng với cái thời gian của mình ấy, thì mình có quyền lựa chọn. Mà muốn lựa chọn nó, các bạn phải có trình độ chuyên môn, phải có học, nghĩa là phải biết thực tế. Nhiều người học nhiều nhưng mà không thực tế, chúng ta phải học phải có thực tế. Thì ngày xưa anh nhớ là lúc mà cái năm gọi là 2000, một số bạn anh đấy là ở Việt Nam á, lúc đó là em biết là bia bia hơi đấy. Uống lâu lâu cuối tuần mà đi uống được ly bia hơi thì thích lắm rồi, dành dụm tiền mà đi vô mà cái gì các kiểu Sóc Trăng đấy, ăn được bữa là thấy cũng thích rồi, không? Nhưng mà giờ này về đó mình đâu còn mấy chỗ đó, không phải là chỗ mình đấy, mình giờ còn phải chỗ nào nó ngon lành hơn thì mình vô. Thì các bạn hồi đó, các bạn có một số bạn về Việt Nam ấy, mới mời anh đi đó, thì mấy bạn dẫn vô đó, mình bảo giờ ai còn vô cho nó, mình phải vô chỗ nào nó có đồ ăn đa dạng hơn à, để chọn đấy. Thế khi mà ra thanh toán tiền đó, các bạn thấy là coi như là 7-8 triệu, trời ơi các bạn nói tôi đổi tiền đô ra được có bằng này, bây giờ tôi mời ông, lỡ mời ông rồi thiếu trả tiền rồi. Mình nói là ủa, bạn về Việt Nam mà tôi đã dẫn bạn đến đây chứng tỏ là tôi cũng lường trước rồi, các bạn bên đó thì nhậu thời gian không có, cũng không thể nhậu được thoải mái trong Việt Nam đâu. Việt Nam mình thì đương nhiên là giống như anh mà lúc trước đây ấy, là gần như là 1 tuần là kín lịch luôn, nhậu kín lịch, tại vì mình làm xong mình xong việc cái cũng lính lác nó bắt khao, mà chưa xong cũng khao rồi tùm lum, nên thành ra là nó cũng chi phí rất nhiều. Nhưng mà nếu mà giờ ở Việt Nam mình, ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, một người mà làm ở dưới 30 triệu là của Bắc, nói chung là đó là không không linh động. Còn nếu mà thanh niên là tuổi mà ví dụ như là từ 25 đến 30 trở lên mà tháng mà dưới 30 triệu, tháng bây giờ phải ít ra được 1.500 đô, mà Việt Nam mình thì thuế má thì nói chung nó cũng dễ, không nói chung là phải đóng thuế đấy. Anh là đóng thuế rất nhiều, nói chung là công ty anh đóng thuế rất nhiều, và anh bản Dạ, thân anh mở anh công phải ty đóng lớn rất thì anh phải nhiều đóng trong thuế cái thôi, lúc còn Việt Nam mình làm ăn nhỏ lè phẹt thì cũng đâu có cần đóng đâu anh. Còn anh làm lớn mới đóng. thì đa phần này, ví dụ như là cái thu nhập của anh mà nó qua cái tài khoản thì chắc chắn là phải đóng hết. Thì cũng có năm nói chung là đóng cũng khá nhiều đấy, nhưng mà cái đó là trách nhiệm của mình với xã hội thôi, và đương nhiên là cái Cái nguồn đó đó mình thu thì nó cũng phải ấy rồi. Và anh nghĩ về hướng tương lai thì tất cả cũng phải nên đóng thuế rất nhiều, thu thuế thì mới có tiền để làm cho nó đẹp đẹp đất nước, để cho các bạn ở bên nước ngoài bạn bảo là ở Việt Nam này không có tiền xây những cái nơi nó hoành tráng, thì bây giờ cứ phải thu thuế nhiều để mà làm chứ sao, đúng không? Tiền đâu mình tự dưng có đấy. Ví dạ đúng dụ rồi. như ta, mình thấy là cái bệnh viện, anh nói như cái bệnh viện Nhi Đồng ba đấy, Bình Chánh ấy, 5.000 tỷ nhá, anh lấy tiền đâu mà làm, tiền tiền đâu làm. Hoặc là bệnh viện ung bướu thì cũng ung bướu hai đấy, cũng 5.000 tỷ, lấy tiền đâu? Nếu mà xã hội của nước Việt Nam này không phát triển thì cũng lấy tiền đâu? Nếu 5.000 tỷ thì tính ra đô cũng gần 500 triệu rồi. Chị Phạm Quân thì con đó thì À, ok không? hai cái đó là gần gần 5 triệu đô rồi đó. Thì cái đó chúng ta cũng coi như là đâu thu thuế được đó, kinh đô kinh tủng này thương nghĩa có thu thuế đó.
ăn những người cướp của bán dân chứ đâu, sao mà tối ngày cứ nói ăn cướp của dân là sao? lúc đấy nó Tân lúc Hải giờ người ta làm thứ đó, ba luôn đi, cướp gì sẽ ai cướp, nói thứ chung là ba luôn làm cướp gì không ăn dễ. cướp. Nói chung là một số các bạn á, bạn của anh ở nước ngoài về đảm bảo là không ai nói ăn cướp hết, các bạn đều phải tự tin nói rằng ở Việt Nam mình giờ Chỉ nó phạm quân con thì ok nha. ngày xưa bên quận 2 từ cái cầu chui qua. Chào. Thì nói chung là anh chỉ lên nói chia sẻ tí vậy thôi, để anh nhường diễn đàn lại cho các bạn em khác nhé. Dạ.